Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến của kênh Máy Hàng Em Quyền quay trở lại nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 16 tây tháng 1 năm 2022. Những ngày này tất cả chúng ta đang rất là náo nức để khép lại một năm rất là... Thật sự mình nói thật là mình dùng từ tồi tệ luôn, của năm Sửu, năm con trâu. Ngày mai sẽ là ngày rằm, là ngày cũng đẹp của tháng Chạp, cũng là cái trong cái năm tồi tệ của cơn đại dịch rất là khủng khiếp này. Thì mình mong rằng tất cả mọi thứ nó sẽ qua đi nhanh chóng. Thì một lần nữa thì mình cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng rất là nhiều từ những cái ngày đầu tháng 7 năm 2021 cho đến ngày hôm nay, đã bước qua năm Tây, đó là ngày thứ 16 của năm 22 rồi. Nếu mà không có tấm chân tình cũng như sự ủng hộ thật là nhiệt tình, sâu sắc, thương mến của toàn thể quý khách hàng ở khắp mọi nơi thì mình không biết làm sao. Thực ra là kênh Máy Hàng Em Quyền đã thành lập từ những năm 2002. Tuy nhiên cái cơn đại dịch vừa qua nó cũng đã cho chúng ta biết được đá và vàng, đời đá vàng. Có nghĩa là qua cơn muộn phiền rồi mình cũng sẽ tới thời Thái Lai. Thì rất là cảm ơn quý khách hàng. Hôm nay ngày Chủ nhật mình sẽ cũng là những ngày cuối năm để cùng nhau dẹp bỏ những cái muộn phiền của năm cũ, của cơn đại dịch cũ. Thì kênh Máy Hàng Em Quyền cũng quyết định là sẽ dọn kho những cái dòng máy rất là đẳng cấp. Thực ra cái dòng máy này là trong cái chương trình là bán hàng của năm từ tháng 8, tháng 9, tháng 10 của năm 2021. Đúng là phải tung cái dòng máy đặc biệt này. Đây là cái máy hàng que. Đừng nhìn thấy nó nhỏ 200A mà quý khách đừng nghĩ rằng nó yếu ớt. Đây là một dòng máy thiết kế rất là công nghiệp, có thể chuyên dùng để kéo 3 ly 2. Quý khách nhìn sơ trên màn hình nha. Đây là máy hàng 200A điều chỉnh một cách chính xác 100% dòng hàng. Và nó đó không bao giờ trên lệch. Dòng hàng của nó rất là chỉnh, không có sai một số nào. Không có vụ chớp chớp. Đúng 200 là đúng 200, mình sẽ mở con thứ hai. Đây là sử dụng cọc lớn 3550A nha. Cọc lớn rất là mạnh. Con máy này là dòng máy mình bao kéo 3 ly 2 tối ngày, sáng đêm. Đây là dòng máy trong cái chiến lược kinh doanh của năm 2021 chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà do đại dịch rồi mình đem những cái con Boss 210 giá nó rẻ ra để mình mong mỏi rằng tất cả quý khách hàng đều có những cái con máy nó rẻ để mình vượt qua cơn đại dịch. Đây mình sẽ lần lượt mình mở từng con lên. Mình sẽ lần lượt mình mở từng con để quý khách nhìn thấy rõ cái sự mạnh mẽ của con máy này. Thì trong kho mình có, đợt trước mình có về là đâu rồi, rồi được rồi, trong kho mình có về là 150 con, rồi để luôn tới bây giờ. Thì còn những ngày cuối năm này thì mình muốn tri ân tất cả những quý khách hàng khắp mọi miền đất nước xa gần. Thì đây là dòng máy thực sự rất là mạnh bạo. Nó hàng được đũa 3 ly 2 với 4 ly tối ngày sáng đêm nha quý khách hàng nha. Đó, mình mở lên hết rồi, không có con nào lệch số hết. Không có con nào lệch số hết. Đây là dòng máy công nghiệp. Mình sẽ mở thêm, tại vì điện mình còn đang trống, mình mở thêm một con này nữa. Mở lên. Còn con cuối cùng luôn đúng không? Tức là bữa nay đem ra chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng mà mình còn 150 con nha quý khách hàng nha. Mình còn 150 con. Thì cho nên là tất cả chạy hết chưa ta? Rồi. Bây giờ là trong chương trình ngày hôm nay, quý khách chờ mình chút nha. Để tri ân cho tất cả quý khách hàng ở khắp nơi á, thay vì kênh Máy Hàng Em Quyền không có cách nào
Bây giờ muốn gửi quà tri ân cho quý khách hàng thì gửi cũng không được. Viettel bắt đầu nó lên giá chính thức từ ngày mai là ngày 17 tháng 1. Cước vận chuyển nó lên giá 100%. Ví dụ trước đây mình gửi một cái máy ba lớn vậy đi ra ngoài Cát Bà đi Hải Phòng đi là 100.000. Thì ngày mai nó sẽ tăng giá gấp đôi, 200.000. Đó, thì mình cũng muốn gửi những cái phần quà tri ân đến những khách hàng đã ủng hộ thương mến trên kênh Máy Hàng Quyền. Nhưng mà không còn cách nào khác thì buộc lòng mình cũng thông báo những quý khách hàng nào ở xa đó. Thật ra nếu có đặt hàng, nếu mà mình sẽ xét kiểm tra lại với Viettel, nếu mà nó sẽ giao được trước ngày 28 âm lịch, tức là ngày 28 tháng chạp á, thì quý khách mình sẽ cũng sẽ confirm với quý khách. Còn những quý khách hàng nào mà Viettel nó xác nhận là ví dụ ở quá xa mà chỉ có nhận sau Tết Nguyên Đán đó, thì chắc có lẽ cho phép mình ghi nhận chốt đơn và mình sẽ dời qua Tết Nguyên Đán mình sẽ gửi cho quý khách sau. Còn tất cả những quý khách hàng nào ở Sài Gòn, Đồng Nai, Long An, Bình Dương hay là cách ở đây chừng 200-300 cây số đi, 200 cây, 150 cây, 200 cây đổ lại đi Vũng Tàu, thì mình có thể quý khách nào mà gom lại dùm đặt ủng hộ thì mình sẽ cho xe đi giao tận nơi. Hoặc quý khách nào ở Sài Gòn thì ghé, bởi vì hôm nay mình sẽ cho một cái giá mang tính chất tri ơn thật sự luôn, và hay gọi là đối với mình đổi thành từ là một chính sách giá mang ơn. Thì đây là hôm nay mình sẽ nói về cái độ mạnh con này sau mình nói giá trước. Giá rất là đặc biệt mà mình sẽ chứng minh là mình sẽ hàng trên đây nè. Chút xíu mình hàng đổ 4 ly trên đây. Một cái máy này kéo 3 ly 2, em lấy giùm anh một con máy mà hai con máy mà mình đang làm đại lý có đóng chữ á, để anh phân tích cho khách hàng biết cái. Đó, mình khi quý khách lột cái guarantee này ra, máy nó đẹp long lộng lẫy luôn. Đây mình lột guarantee ra nè. Quý khách để ý là mình lột guarantee ra cho quý khách thấy con máy nó đẹp cỡ nào. Có thể zoom gần được không em? Nè, em zoom cái cảnh anh lột nè, zoom cố định cho khách coi. Nhiều khi anh cái nào mà không chuẩn em nói anh để anh ngưng lại. Đây. Đó, mình sẽ lột từng con. Cái màn hình của nó màn hình rất là đẹp. Cực kỳ đẹp. Đây là con thứ mình lột con thứ tư. Cho quý khách chiêm ngưỡng về cái độ đẹp của nó và độ mạnh của nó. Để quý khách hình dung cái độ mạnh của nó và cái giá trị của nó như thế nào thì mình lấy một con máy mà mình đang làm đại lý trên thị trường nè. Mình cũng đang làm đại lý cho cái hãng này. Em mở giùm anh một cái trang nào đó mà họ đang bán giá cao cho họ khách coi. Rồi, cái đồng hồ đây. Mình sẽ mở con máy này ra. Quý khách tranh thủ coi mình sale mà mình tri ân bằng một cái nồi của Pháp nè. Ráng đừng bỏ sót video của mình nha. Coi video này sẽ tận. Mình đang bán một cái giá gọi mình gọi là mang ơn chứ không phải là tri ân. Mình không thích dùng theo chữ của người khác. Mình thích mang làm một cái giá mang tính chất gọi là mang ơn quý khách hàng. Thì đây là con máy trên thị trường họ đang bán. Họ la lối nhiều lắm. Mình cũng đang là đại lý thôi nhưng mà mình ít khi nào la lối về con này. Bởi vì nó cũng là một con máy cũng rất là bình thường. Cũng một bo. Và mình cũng là đại lý của cái hãng này từ lâu rồi. Năm 2002 cho đến năm 2007 kênh Máy Hàng Quyền là đại lý chính thức. Nhưng mà nói thẳng ra là vì chính sách của nó thời đó rất là tào lao. Thời đó nền kinh tế của Việt Nam mình như vậy mà nó ép mình một năm như vậy đó là 2 triệu đô la công ty này. Mình là những người kênh công ty đầu tiên làm đại lý cho hãng gia xích này và cũng như là hãng Rì Lăng. Nhưng mà thời đó họ mắc cái chứng gì không biết. Họ kêu mình á, là thời đó Inverter người Việt Nam còn chưa chịu xài. Mình phải từng bước mình giới thiệu cái thương hiệu này ra thị trường. Mà nó ép mình lên 2 triệu đô la một năm. Đó là lý do từ xưa giờ mấy nay mình lên mình nói là có lý do riêng. Nhưng mà hôm nay chả có gì phải giấu giếm, mình công khai luôn. Mình không làm cho cái hãng này từ năm 2007, lý do rất là phi lý, ép mình vô cái thế là đạt doanh số 2 triệu đô la. Mình là người Việt Nam, mình không thích đi làm mồi cho nó. Cho nên hiện giờ là mình chỉ bán những cái dòng nào mà nó còn giữ chất lượng thôi. Giống như con MiG 250E, phiên bản mà nó sản xuất cho Thái Lan đó. Nó lại làm rất là chuẩn cho mình lại qua, mình mượn, mình mua lại của anh bạn mình là anh Tu Sa Nại. Là mình bán dòng đó. Những dòng nào mà còn giữ
đẳng cấp cao mình làm mình bán. Còn những dòng nào mà nó đi cải tiến, đi lùi, có nghĩa là từ con máy đẳng cấp mà nó làm thành một bo là mình không làm nữa. Tuy nhiên có một số khách không am hiểu điều đó, cứ nhất định đòi HK200E hoặc là ZX7200 của cái hãng này và có dấu này thì mình vẫn bán. Thì bây giờ mình chứng minh cho quý khách, đây là một cái dòng máy này chất lượng hơn hãng con này luôn. Con máy màu vàng này nè, hơn hãng con này. Và giá hôm nay mình đã để một cái giá mang ơn quý khách hàng. Đó, quý khách chờ mình sẽ coi. Đây nè, như con này trên thị trường hiện giờ họ đang bán nè. Đây, ZX7200E nè. ZX7200E 4kg, còn hàng giá 2 triệu nha quý khách. Giá 2 triệu. Đây, ZX7200E. ZX7200E còn hàng giá 2 triệu. Lướt qua này có chữ nè. Nè quý khách có chữ nè. Zoom sao? Nè có chữ nè. Nè quý khách có thấy giống máy mình không nè, nè y chang nè. Nó có chữ luôn nè. Đó, thấy không? Đó là giá họ đang bán đây, giống y chang nè. Đó. Rồi, đóng này lại đi. Giá nè, 2 triệu. Đóng này lại đi. Đóng lại. Đây nè, giá 2 triệu nè quý khách. Được chưa? Ổn chưa? Rồi, vậy việc qua. Rồi, bây giờ với cái con máy này, quý khách ráng coi chút xíu thôi nha. Đừng tua video ổn lắm nha. Mình đang để một cái giá cho 150 con. Với một cái phần mang ơn, một cái món quà mang tinh thần mang ơn với quý khách hàng đã ủng hộ và đồng hành với kênh Máy Hàng Quyền từ tháng 7 tới ngày hôm nay. Đó là một cái sự ân tình mà mình dành cho khách hàng, chứ mình không nói bằng cái miệng đâu. Thì bây giờ giá mình cho phép nói sao, nhưng mà mình sẽ trợ giá, mình sẽ tặng cho quý khách trợ giá chứ không phải là tặng nha. Một cái nồi của Pháp, một cái nồi mà nó đa chức năng, mình khui ra ấy ạ. Chỉ có 150 cái máy này mình trợ giá thôi nha quý khách nha. Mình trợ giá nữa là mình chịu không nổi. Tức là mình mang ơn khách hàng, cho nên quý khách hàng nào mình mong mỏi là đã từng mua máy MIG 250E, mua MIG 201 Tenja Thái Lan, mua cái gì cũng là nhớ ủng hộ để được cái sự mang ơn của mình đối với tất cả quý khách hàng. Đó, đây đây là một cái nồi, mình sẽ khui ra, mình sẽ trợ giá cho khách hàng. Cái nồi này là nhập từ bên Pháp về. Đây là cái nồi đa năng. Nè quý khách nhìn là nó có rất là nhiều chức năng ở đây. Mình nhập bên Pháp về để hàng năm mình có một cái công ty cổ phần á, là cũng bán về cái đồ này. Nhưng mà không phải nằm trong này, mình có đầu tư tiền với một anh bạn để nhập khẩu ba cái đồ này với ba cái bánh kẹo đó. Mình bán trong hệ thống siêu thị. Thì cho nên là mình có cái sản phẩm nồi này giá tốt. Thì nó là 1,2 triệu. Đây là sản phẩm của Pháp. Em tự zoom lại đi, con mắt anh mờ lắm, anh coi không được. Thấy chưa? Zoom không được hay sao? Phải đi tới lưu cực chứ ta. Đây là Made in Run nè quý khách. Thì cái này là 1,2 triệu, nhưng mà còn có mấy ngày nữa là Tết rồi. Thì quý khách hàng nào mà ở Sài Gòn thì tranh thủ lại để lấy nha. Thì mua cái, cứ mua cái máy này thì mình trợ giá cái nồi này 300 ngàn thôi. Đây mình sẽ bắt đầu bỏ đồ vô nè. Nồi của nó nè. Có chức năng chiên xào nè. Nướng tùm lum hết. Đây sách hướng dẫn sử dụng. Đó, sách hướng dẫn nè. Những cái trong này nó có những cái món ăn mà tự em nó làm ra nè. Canh hầm nè. Ai mà có vợ đang có bầu mà mua này về hầm canh ăn là nhiều ấy lắm á. Ăn giò heo là ngon luôn á. Rồi, nướng nè. Đủ thứ chuyện đó nè, đó. Rất là nhiều chức năng, chiên khoai tây chiên cho con nè. Đó, cơm nè, cơm theo kiểu Nhật nè. Đó, xào từa lưa chức năng đây nè, đó. Bánh nè, làm bánh được luôn nè. Nhiều lắm. Nướng thịt nè, theo kiểu Pháp nè. Rồi này làm cà ri theo kiểu Ấn Độ nè. Rồi này làm theo kiểu Tây Ban Nha nè. Này làm theo kiểu gì không biết luôn. Này làm kem được luôn nè. Đó, rồi xong. Thì đừng bỏ qua video nha. Đó, nồi đây. Có hai cái đế nồi. Sản xuất tại Pháp. Rồi mình tài trợ giá mua 150 con máy này sẽ tài trợ giá 300 ngàn thôi. Rồi bây giờ quay lại cái chuyện của máy hàng nha quý khách. Mình để nó đây đi. Chuyện máy hàng. Thì
cắm điện vô. Mình sẽ đi vòng qua đây mình cắm điện. Rất là nhanh thôi quý khách, cho phép mình làm rất nhanh đây. Đây mình sẽ chứng minh cho quý khách thấy cái sự mạnh bạo của nó. Chết mồ rồi, đây. Kiếm cái hai cái đầu đực nhỏ nữa, đây. Mình đâu rồi? Đây là một cái đầu. Đây là cái đầu kìm hàng que, mình sẽ gắn dấu cộng của con máy này. Rồi. Đây là cái cộng kẹp mát. Kẹp mát thì mình là mượn trong con máy mít này. Mình gắn qua, gắn đây. Đây quý khách, mình chứng minh cho quý khách coi nha. Con này người ta, nếu mà quý khách nào thích giấu má mình không biết. Riêng con này mình sẽ đo đây, mình chứng minh cho quý khách coi nè. Mình mở nguồn lên nha, đèn đang sáng. Rồi, con này, máy này mình cũng đang gắn kìm hàng kẹp mát vô rồi. Rồi bây giờ mình mượn cái đũa 4 ly. Một cái đũa 4 ly mình sẽ cho quý khách coi cái độ mạnh của nó. Bây giờ mình mở cái công tắc này lên, của cái đồng hồ này lên nè. Mở đâu rồi? Để chế độ ô tô đâu? Đâu? Đây, mình bật qua chế độ. Đây, mình sẽ đo cái dòng thật của em nó nha. Bây giờ mình sẽ gắn vào bên dấu cộng, dấu trừ gì cũng được. Đây, mình sẽ bắt đầu mình cho em này trước đi. Cho thằng này coi cái dòng của nó bao nhiêu mà nó bán mắc quá. Ha. Để nhiều quý khách cứ nhầm tưởng hoài. Ủa sao nãy để sao thấy rõ vậy? Để vậy được không? Ngon không? Ngon ngon, sao để nói cho em, để thấy cho nó rõ. Ngon chưa, tranh thủ coi. Nó dài clip video được chưa? Được, ok rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho quý khách coi em này trước. Cho nó bao nhiêu ampere. Đây mình mở maximum nha, quý khách nhìn rõ nha. Dặn nè, hết cút rồi nè. Đó, thấy cái tay mình dặn không? Nếu mình không có đóng phim giả dời đâu nha, đó mình dặn hết cút luôn, hết cút luôn rồi nè, đó. Rồi, xong. Mình sẽ cho quý khách thấy cái dòng của nó. Đó, đây. Được chưa? Rồi. Đây là mình đang ấy trên nó nè nha. Kìm của nó nè. Rồi. Rồi mình sẽ cho quý khách thấy cái dòng thật của nó. Giá nó đang bán 2 triệu. Mình bán con này chỉ 1 triệu 6. Và trợ giá mua, quý khách nào mua con máy này sẽ có dây, lấy giùm anh mấy cái thùng luôn ấy. Dây là 3 mét, 3 mét, 100% bằng đồng. Và tài trợ giá mua cái nồi đa năng này của Pháp này nè, chỉ có 300 ngàn thôi, giá đúng của nó là 1 triệu 2. Nhưng mà kênh máy hàng em Quyền bán một cái giá gọi là mang ơn. Mình không thích dùng từ giống người ta là tri ơn mà mang ơn. Rồi bây giờ quay lại câu chuyện này. Máy thì không có màn hình, cọc thì là cọc nhỏ. Nhưng mà bán 2 triệu, mình bán con này 1 triệu 6. Và mình sẽ test dòng thật của nó. Nguyên tắc quý khách biết cái máy chất lượng này là đo dòng thật nha. Rồi mình đo nè. Rồi quý khách nhìn thấy nó. Mình cho nó đang ở chế độ chống dính nè, dính que nè. Quý khách thấy dòng thật của nó không? Thấy cho em. Quý khách thấy không? 158.5 ampere. Đó, mình đang ở chế độ chống dính của nó là 158.5 ampere. Đó là dòng thật của nó. Đây là đồng hồ này mình đo ampere DC dòng thật đầu ra. Quý khách thấy rõ không? Đó là dòng thật nha quý khách. Đó là con này nó bán 2 triệu. Thì con này mình sẽ bắt đầu khám phá coi dòng thật nó nhiêu bằng cũng cái đũa này nha. Cái đũa này mình cho phép mình bỏ ra. Nóng lắm, nãy mình mới cho chức năng chống dính đó. Rồi, mình bỏ ra và mình di chuyển qua con máy mình đang bán cho quý khách 1 triệu 6 nha. Mình cũng kẹp bên dấu cộng nha. Rồi, đây là cái bộ kìm hàng của con này. Và mình gắn kẹp mát đây, một cặp của nó nè. Rồi, mình kẹp vô. Rồi, mình mượn cái đũa này nó mới kẹp nóng quá. Rồi, quý khách theo dõi kỹ nha. Con này thì mình đang gắn đây và mình cũng dặn hết lên. Ưu điểm của con này là gì? Có đèn báo OC, có đèn báo nguồn và đồng thời có màn hình hiển thị rất chính xác. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho quý khách coi nè. Mình sẽ chấm cái que giống tương tự như cái con kia. Rồi, để quý khách theo dõi coi nó bao nhiêu ampere nha. Hiện lên, đó, máy của mình là hiện giờ 165. Ủa sao mình quay tới cái của mình em đi xa? Đó, quý khách thấy không? Cái con kia là 158.5. Con này là nhiêu? Đó, quý khách nhìn em quay kỹ lại giùm anh. Thấy rõ chưa? Quý khách thấy không? 163.9 đúng không? Thấy rõ không em? Rõ. Đó, quý khách thấy rõ 163.9 không? Rõ. Mình không bao giờ mà nói điêu, nói dốc gì. Mình không thể nói dốc được. Quý khách nhìn cho kỹ. 153 nè, làm lại nè.
mình để vô cái đổ hàng vô nè, 162 nè, thấy không quý khách, thấy không? Đó nè. Nó 162 chứ, nó 162 163. Đó. Đó. Tại sao quý khách phải bỏ 2 triệu để mua một con máy chỉ có 158.9 ampe? Trong khi đó con máy này cọc lớn nè, 3550 ly vuông. Bảo hành 2 năm. Cho quý khách thỏa mãn trong vòng 90 ngày. Nếu mà về không đốt được đổ 3 ly 2, gọi lại chửi cho mình. Mà bây giờ với tinh thần mang ơn, mình chỉ có 150 con thôi, mình chỉ bán. Nếu quý khách nào mà năng nhân cơ hội này mình tận dụng lại thì quá tốt. Tại mình cũng đang là đại lý của hãng này thôi. Tại một số khách cứ đòi máy có chữ có nghĩa thì tùy quý khách thôi. Con này 2 triệu, con này là giá 1,6 triệu, tài trợ một cái nồi của Pháp, tài trợ một cái nồi đa năng của Pháp. Đây, cái nồi đa chức năng giá 300.000. Có nghĩa là nếu quý khách mua cái máy hàng này sẽ được mua cái nồi này. Tại vì mình đang có cổ đông với một người bạn để chuyên trị bán ba cái đồ home shopping ở trong siêu thị á, Ion Mall đồ này kia, mình bỏ chung với bánh kẹo đó, là mình có cổ đông Hùng với đứa bạn ít thôi à. Mình có cổ đông 5% bên đó thôi, là bạn học hồi xưa. Thì cho nên mình lấy lô nồi này ra để mình bán kèm với máy hàng, để mang ơn quý khách hàng đã giúp đỡ kênh máy hàng Em Quyền trong suốt thời gian qua. Thì đó, đây là mình làm lại lần nữa nha. Mình cho quý khách coi nè, chuẩn bị camera đi. Rồi đây là mình đang gắn vào con này, mình cũng không hàng nhiều đâu. Đây mình sẽ cho quý khách coi nè. Đó, quý khách thấy 100. Bộ nó khó lắm hay sao mà em cứ đi tới lui à? Anh di chuyển về đây nè cho dễ thấy. Rồi nè quý khách nhìn, bắt đầu mình làm từ đầu tới đích nè. Con máy này là mình đang gắn bộ kìm nè, mình bỏ cái nồi qua bên đi. Đây. Rồi cái đồng hồ đo mình để đây nè. À, quý khách nhìn đi, đây là đồng hồ đo ampere kìm, ampere DC. Thì quý khách nhìn nè, đây mình đang gắn trên nó nè. Rồi mình sẽ chọt ngay tại chỗ này để quý khách thấy đo dòng thật nè. Đó quý khách thấy không? 162, 163 ampere. Đó quý khách thấy không? Rất mạnh, con máy này mình cam đoan rất mạnh, hàng đổ 3 ly 2, 4 ly thoải mái. Đó, 163 ampere. Rồi bây giờ mình sẽ qua con máy này. Đó, mình bỏ ra. Rồi mình di chuyển cái kìm này, cái đồng hồ này qua nè. Mình kẹp vô đây. Để quý khách hiểu rằng là cứ người ta nói máy có đóng dấu rồi nhân danh Việt Nam rồi quý khách mua mắc tiền, quý khách phải biết những cái vấn đề này. Rồi, bây giờ dòng này mình chỉnh maximum nè. Để mất công người ta nói mà là mình làm giả nữa nè, dặn hết lên nè, tới số 5 cuối cùng rồi nè. Đó, mình dặn muốn gãy cái núm luôn rồi đó. Nè. Rồi mình chọt cho quý khách coi nè. 158.5, quý khách thấy không? 158.5. Thấy rõ chưa? Nó 158.5. Đó quý khách coi lại lần nữa nè, mình không có ngại ngùng gì đâu. Rồi. 1,6 triệu trợ giá cái nồi này 300.000. Mình có 150 con như thế này nha quý khách hàng nha. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ hàng thử, bỏ cái tiện test qua bên đi. Quý khách đừng bỏ qua cái này, rồi mình sẽ test vài ba đũa trên con này rồi mình sẽ sell. Đó, giá này là mình gọi là sell. Ngày qua mình có đăng trên cái tab cộng đồng đó. Mình nói là hôm nay sẽ là mở chương trình máy hàng không đồng nha. Hết video này mình sẽ thông báo thể lệ nha quý khách hàng nha. Quý, tại vì mình nói trước cái một số quý khách hàng vô bình luận không mà không ủng hộ kênh. Và có mình cũng buồn một số khách hàng nữa vừa rồi. Mình nói là một số người đặt hàng rồi bơm hàng mà một con máy 1,6 triệu mình đã sell rồi, sell xuống còn 1,3 triệu, còn ráng vô đùa vui với mình đó, đặt 1,3 triệu rồi tiếp tục bơm hàng. Mình thật sự mình rất buồn một số quý khách hàng đó luôn á. Rồi thôi bây giờ mình sẽ hàng đổ 4 ly chứ mình không hàng 3 ly 2 đâu nha. Mình hàng 4 ly trên mấy con này, một mình hàng một đũa thôi, không cần nhiều đâu. Đổ 4 ly đâu hết rồi ta. Thôi đây mình có nửa cây nè, mình hàng nửa cây. Đây mình còn nửa cây, mình hàng nửa cây đi cho nó tiết kiệm. Có 2 cây 4 ly là thì mình làm luôn đi, khỏi mất công cho nó tiết kiệm đi. Rồi mình quất trên con máy này nha quý khách hàng nha. Nó lộn, mình kẹp qua con kia. Bỏ đi con kia, nó dòng thấp hơn con này nó. Đây bây giờ mình kẹp vô nè. Nửa cây 4 ly, mình có nửa cây 4 ly mình kẹp mình làm trước đi. Nửa cây. Rồi cái kẹp mát của nó nè. Quý khách nhớ nha, 1,6 triệu tài trợ cái nồi này đa năng. Trong video quý khách sẽ thấy mình chèn cái chức năng của nồi vô. Nồi này sản xuất tại Pháp nha. Rồi bây giờ mình chỉnh dòng xuống nè.
mình đang test trên con máy này. Đây, mình chỉnh dòng xuống đi. Mạnh quá đâu cần thiết đâu, 4 ly chỉnh vừa vừa thôi. Mình chỉnh 190A theo hướng dẫn của nhà sử dụng thôi. Rồi mình quất một cây nửa cây nha quý khách hàng nha. Bỏ nó xuống. Rồi. Đây là mình hàn trên con máy này nha. Đây mình đang cầm đũa hàn của nó nè. Rồi mình hàn nửa cây này nửa cây kia là mình qua con máy khác. Ở đây mình cũng có một con máy mic này của Nga. Nhập từ Nga, mình cũng bán trợ giá mang ơn khách hàng luôn. Máy mic 5kg, motor mạnh như trâu, dòng hàng từ 20 đến 320A mình sẽ khui ra. Giá mình cũng tài trợ, nếu mình có chỉ có bán trợ giá 20 con thôi nha. Có nghĩa là mình bán là với tinh thần mang ơn cho nên mình không có một đồng lợi nhuận luôn. Mình sẽ bán đúng 20 con này, máy mic 5kg của Nga. Giá chỉ là 3,6 triệu thôi nha. Mà cũng nhưng mà với điều kiện quý khách cũng phải mua với cái nồi đó. Thay vì cái nồi đó mình tặng vô nữa thì không được. Này là 3,6 triệu. Hay là 3,6 triệu với cái nồi. Con máy rất là mạnh, 3,6 triệu thôi. Rồi bây giờ mình hàn cái con 1,6 triệu này nha. Dây của nó nè, 3 mét dây đồng. Kìm hàn 3 mét kẹp mát bằng đồng. Rồi bây giờ mình hàn. Để 190A thôi. 190. Rồi, đúng 190. Rồi mình hàn nha. Rồi, 190 hàn. Quý khách tự cảm nhận về cái độ này nha, mình không có nói dốc với láo được. Em zoom sát cho khách coi anh đang hàn luôn. Em cứ zoom sát vô cho cái coi cái lửa mà anh đang hàn để khách mới thấy cái độ mạnh của nó cỡ nào. Mình đang hàn trên cái miếng là mình hàn nát bấy rồi. Cho nên quý khách chờ nè, nè đó, nó sẽ ra đây. Cái con hàn của nó ngấu cỡ đó đó. Nè. Còn nửa cây nữa mình đốt đi, cái đó tự nguội nó tự tróc lên thôi. Đây nè, lấy cho anh nguyên cây 4 ly nữa anh hàng con này. Sao anh khoái quá trời vậy không biết nữa. Nè quý khách nhìn nè, da mình sao mình nẹt vô đó vậy. Ồ, đúng rồi, mình đang bỏ vô cái bàn á, inox á quý khách. Mình cầm que nó quẹt vô máy rồi. Đó, con máy này lỡ tay bị quẹt vô bán 1,4 triệu luôn nè. Đó, con nãy máy này lỡ quẹt nẹt cái que bán 1,4 triệu. Nè quý khách nhìn nè, mình vừa lỡ quẹt tay vô cái que vô đây 1,4 triệu. Lý do là mình đang để nó đụng lên cái bàn inox, cái mình quẹt vô nó luôn. Nha quý khách hàng nha. Nè nhìn nè, zoom lại coi cái mối hàng nè. 4 ly nè, đây là đạt độ ngấu độ nghiến. Khi anh hàng đợt này á, em zoom sát vô nha. Zoom sát con hàng để thấy cái lửa nó mạnh cỡ nào. Đây là dòng máy mình đã so với quý khách rồi. Con này nó bán 2 triệu, mình đang bán 2 triệu nè. Quý khách nào thích thì cứ mua. Mà cọc nhỏ không có màn hình đó, bo thì cũng một bo, có 1-2 con tụ gì trỏng thôi. Con này thì khác, mạnh rất là mạnh. Rồi bây giờ mình còn nửa cây thôi, mất thời gian quá, mình làm nguyên một cây 4 ly luôn đi. Rồi em zoom sát em coi nè. Đây là hiện trường của nó, là cái thằng này thì nó đang bị sét dữ lắm. Nhưng mà thôi làm luôn, em ráng zoom kế cho khách coi luôn cả cái hầu quang anh đi nha, để thấy cái độ mạnh thực sự của nó. Đây là con máy mình bao cho quý khách hàng là kéo 3 ly 2 tối ngày sáng đêm, giá 1,6 triệu, kìm hàng 3 mét, kẹp mát 3 mét. Có quý, vừa rồi có một quý khách nào mà mới vừa mua con này 1,6 triệu đó, thì cần thiết thì liên lạc với mình để lấy cái nồi nha. Mua cái nồi trợ giá mang ơn nha quý khách. Rồi bây giờ mình vô nè, đổ 4 ly nè, kéo một đường dài luôn nè. Em cho anh mượn ly nước em. Em có zoom sát không Tí ơi?
Đây là mình đang lắc qua lắc lại hàng theo kiểu chữ C nha quý khách. Máy hàng nó rất là mạnh nha, chứ không phải hàng như người ta cứ đặt cái que rồi kéo đâu. Hàng bố ly mình phải lắc qua lắc lại về nó mới đạt độ ngấu với đạt độ rộng của con hàng. Mình đang hàng cho đũa 4 ly. Zoom sát thấy cái đường hàng nó chảy nhiễu nhão không? Đó, quý khách nhìn không? Nó nhảy CB luôn. Quá dữ không? Quý khách nhìn thấy không? Quá đẳng cấp. Đây. Trời ơi là trời, con hàng nè. Trời ơi là trời. Đây quý khách nhìn nè, tự nó lóc dãy ra. Đây là đạt độ ngấu rất là đẳng cấp. Đó. Đây là một cái đường hàng 4 ly rất là đẳng cấp. Quý khách nhìn thấy nè. Kinh khủng khiếp. Nè quý khách thấy không? Rõ không? Em zoom xa xa chút chứ em zoom vậy người ta cũng không hình dung mỗi hàng. Nếu em cho thấy nguyên con đường hàng em zoom được. Đúng rồi. Em zoom từ từ xa mới zoom lại chứ. Đúng rồi. Rồi mới zoom gần lại. Nhảy CB mẹ nó hết rồi. Rồi nè quý khách nhìn con hàng của nó nè. Ớn ăn không? Khủng hoảng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn cái con dẹp dẹp bớt vô đi em anh. Rồi cơ bản vậy đi, nó đã nhảy CB rồi. Bây giờ mình sẽ hàng cái gì ta, mình nhúng nước mình hàng cái con trên một cái con này đi. Con trên cùng nè. Cắm mở CB lại anh ơi. Gắn CB nhỏ quá vậy. Rồi cái gắm hết đi, cắm mở CB lên được rồi. Mở đại CB lên đi. Rồi. Cắm hết vô lại, đâu sao nó nhảy CB vậy? Nhảy CB hả ta? CB yếu quá nó nhảy. Rồi kéo lên, mở lên đi. Cứng CB luôn, nó nhảy trong luôn hả? Ồ, CB sập mẹ nó rồi thiệt. Nhảy CB trong này. Từ 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 từ. Rút con kia ra. Ơi nó nhảy CB rút. Mở lên đi. Ồ mấy CB nó hư luôn ông nội ơi. CB bị liệt luôn rồi. Bó tài. Giờ sao mượn công dây nào vậy? Liệt CB rồi. Trời ơi, nãy cái CB nó yếu rồi, rồi cộng với cái điện thoại nó bị hết dung lượng, nó khổ quá đây. Ráng giúp giùm mình đi, mình khổ quá. Bây giờ nè, quý khách mình bán một cái giá mang ơn. Cho nên thật ra nãy là cái điện thoại cũng hết dung lượng luôn, rồi CB thì cũng sụp luôn. Thì mình vừa nhà đấu một con duy nhất vô trong cái CB này. Tại vì hồi nãy mình đấu một bầy này vô cái CB 16A chịu không nổi nó nhảy. Thì bây giờ mình hàng một con nữa. Hàng một cây 3 ly 2 nữa bằng cách nhúng nước coi độ nhảy. Đây mình chuẩn bị một ly nước đây. Coi cái độ nhảy nó cỡ nào. Nếu mà quý khách coi có thấy hai cái đoạn video mà nó không khớp nhau là do thứ nhất là cái mình không có tiền mua một cái iPhone mới. Đang xài iPhone XS Max. Mà nó hết dung lượng luôn rồi. Mong quý khách là sau cái vụ này ủng hộ mình 150 con máy này với cái nồi trợ giá. Thì mình sẽ có dư một chút xíu tiền để mua được một cái điện thoại khác khá hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh xuống. Mình gắn cái đũa 3 ly 2 rồi nè. À, quý khách nhìn nè. Em coi sao cho khách thấy cái đường 4 ly hàng vậy nè. Chứ trên thị trường là tụi nó cứ đè nó kéo thẳng một đường vậy nè quý khách. Nó dễ lắm. Hàng là mình phải đi chữ C. Lắc qua, lắc lại, lắc qua, lắc lại, lắc qua, lắc lại. Thì nó sẽ ra con hàng như thế này. Rồi bây giờ mình hàng 3 ly 2. 3 ly 2 thì mình sẽ chỉnh xuống 150A thôi. Rồi,
149 đi, 150. Màn hình rất đẹp nha quý khách. Rồi. Giá là 1.6 triệu cộng với cái nồi của Pháp trợ giá 300.000, thay vì nó quý khách mua mới là 1.3 triệu nha. Ê, 1.2 triệu thì mình sẽ hy sinh, mình bán dưới giá vốn luôn. Đó. Với điều kiện sale của mình là quý khách mua này phải mua với cái nồi là trợ giá nữa là 300.000. Còn quý khách không thích mua thì cái nồi cũng mình cũng cảm ơn luôn. Tại vì mình đang mang ơn quý khách hàng cho mình mới làm như giá đó. Còn quý khách hàng lấy giá sale thì cứ lấy cái máy không thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ hàng 3 ly 2 mình nhúng nước coi nó mòi như thế nào nha. Đây là que mình bắt đầu nhúng vô ly trà đá. Coi nó mòi được không? Rồi. Mình sẽ hàng kế bên đây. Đây. Đó, mình sẽ nhúng vô đây nó sùi bọt nè. Các bạn thấy không? Nó nhúng quá rồi, giờ mồi thử nha. Trời ơi, nhúng nước. Nó vẫn mạnh nữa ra, nhúng nước nó vẫn mồi tốt bình thường. Nhúng nước mồi. Bây giờ mình giảm lửa nữa, tại vì để 150 nó dư lửa rồi mình giảm tiếp. Giảm xuống 140, 135 luôn. Tại vì máy quá mạnh, nhúng nước. Tiếp tục nhúng nước. Tiếp tục nhúng nước và mình hàng. Hồi nãy để 150, giờ mình giảm mình mồi tiếp nè. Quý khách thấy khúc đầu nó bị giật giật như vậy là biết tại sao, bởi vì mình nhúng nước thì cái lớp thuốc nó bể, cho nên hồi nãy không biết anh em nó có zoom được cái đoạn đó hay không, chứ mình không có e ngại chuyện đó đâu. Nè, bây giờ mình không còn nhúng nước nữa và nó đã hết cái đoạn mà bị dính nước rồi, mình sẽ đi một đường nè. Để 135 ampe, hàng vô tư. Ghét quá thì lụm kêu nửa cây 4 ly này quất cho quý khách coi luôn nè. Nước không nè, nè. Quý khách nhìn nè, 3 ly 2 nè. Đó, 3 ly 2 để 135 ampe nè, em zoom làm sao cho thấy rõ được cái chuyện này cái đó. Đó, quý khách phải thấy rõ đây là cái khả năng ngấu của nó nha. Chứ một số người trên thị trường, một số kênh nó lấy cái máy mà toàn là mấy con máy mà dòng có 100 ampe, 110 ampe, nó kéo một đường dây sóc vậy nè. Có những cái thằng mà nó nói là kéo một đường dây sóc vậy nè. Đó, cái gì mà riết là nó lấy thương hiệu của quần áo luôn. Cái gì mà của cái gì gạt ma tách gì đó, ghi tách gì đó, nó bán 1.4 triệu. Trời ơi là trời. Lấy con máy 1.4 triệu mà nó bán, mà nó kéo cái đũa 3 ly 2 đâu có nổi đâu. Em có thấy cho thấy khách thấy cái độ của nó không ta? Rồi đó, đây là 4 ly, đây 3 ly 2. Dòng của nó nè, 134 ampe. 134 ampe. Đây bây giờ mình quất cái cây 4 ly này luôn nè. 4 ly thì mình tăng lên 150, thì nãy mình để 190. Còn có nửa cây này thôi. Rồi mình lên 100. Rồi 161 rồi, còn có chút xíu làm luôn đi. Em zoom gần lại cho khách thôi coi cái độ chảy của nó. Để chứ có 100 mấy ampe à. Cho mấy ta?
163 đốt đổ 4 ly như là cái gì vậy? Xong rồi quý khách theo dõi lại mà cái này nữa, mình chia tay quý khách nha. Mình qua mình nói con mít đây là đường 4 ly mình đốt ở vòng 160 31 ampe nè, đó mình sẽ lóc ra nè. Nó hàng theo kiểu chữ C và đó. Đây mới gọi là một cái con máy nó đúng tầm mạnh của nó. Rồi một lần nữa là 1.600.000 nha quý khách, tài trợ giá 300.000 một cái nồi của Pháp. Nếu quý khách không lấy thì mình còn vui hơn nữa. Thực ra đây là mình muốn mang ơn quý khách hàng một cái phần quà Tết thôi. Rồi xong rồi, bây giờ mình còn con máy cuối cùng nữa mà chắc không còn thời gian nữa. Mình sẽ nói sơ rồi mình chia tay, ngày mai quý khách nào muốn á thì mình quay cái video riêng nha. Đứng em cứ đứng im đó đi, anh đem ra. Đây là con máy mít của Nga, mình cũng để đây cho cái chương trình bán hàng trong năm 21 này, mà vì cơn đại dịch thì mình cắt vô hết trơn à. Hôm nay Tết rồi mình đem ra để mình làm cái chương trình mang ơn khách hàng, chứ không phải là tri ơn, mình không có dùng từ tri ơn mà mang ơn. Mang ơn ân tình đây nè. Hàng cái gì mà nó đẹp dữ vậy trời. 4 ly mà nó lóc miếng nào miếng nấy như rồng vậy đó. Nó nhìn cái máy đã thiệt chứ. Rồi, con này là giá 3.600.000 nha quý khách. Đây mình bắt đầu khui nó ra là nguyên đai nguyên kiện nè. Mượn cái cân nhân hòa coi cho quý khách coi cho nó hết hồn luôn máy này coi. Con này 3.600.000 cũng là tài trợ giá. Đây, nặng như một con trâu, giá 3.600.000. Quý khách mà cũng đi với cái nồi Pháp này hả, quý khách lấy thì cũng được, mà mình không lấy mình càng vui hơn nữa. Đây, cần cho quý khách coi nè. Đây là một con máy của Nga Ngố, của bài Đôi Bờ. Trên dòng sông nắm tay nhau thì Nga đùa trên sóng. Bao nhiêu ký đây? Gần 11 ký nha quý khách. Rồi, đây là máy mít sử dụng khí và không dùng khí của Nga Ngố, nặng 11 ký, sử dụng dây từ 1 ký cho đến 5 ký. Motor là một số quý khách hàng rất khoái nè. Đó, motor gì hợp kim gì đó. Rồi đó, mình đang bán 3.600.000, giá mang ơn khách hàng luôn. Nga Ngố, súng phụ kiện cho theo gồm một cây súng hàng, một kìm hàng, một kẹp mát, một kìm hàng, một kẹp mát, một nón hàng, một búa võ sĩ, và tặng luôn cho quý khách hàng một cuộn dây 1 ký không dùng khí, giá 3.600.000 nha. Giá vô cùng đặc biệt, 3.600.000. Giá này là chỉ để mang ơn thôi, đi chung với cái nồi này. Nếu quý khách nào mua cái nồi thì cũng tốt, mà không mua cái nồi thì lấy cái máy không mình còn vui nữa. Rồi thôi, một lần nữa hết giờ rồi, tính còn sale thêm cái này nữa nè, sale thêm mấy ông mini nữa, mà giờ hết giờ rồi. Thôi trời cũng đã sụp tối rồi, bây giờ đã 6:02 rồi, 18:02 rồi. Trước khi mình chia tay với khách hàng thì mình thông báo luôn trong cuối video này là chương trình chọn số rinh máy hàng không đồng nha. Thì tuần rồi cũng đã trao được 5 giải rồi, thì mình sẽ còn tồn lại là ba cái túi, có hai ba ta, hai cái, ba cái, ba cái túi máy hàng em quyền và một cái nó ba cái nón nửa đầu. Thì chương trình của kỳ này cũng đơn giản lắm quý khách, bắt đầu từ khi thấy video này quý khách sẽ chọn hai số ở giải đặc biệt của công ty xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh mở vào thứ bảy của tuần sau đó, tức là ngày mấy ta, bữa nay là ngày 16 thì cộng vô 7 ngày, ngày mấy? Chọn quý khách chọn hai cái số mà cuối của giải đặc biệt á, hàng đơn vị hàng chục á, là ngày 22/1 á quý khách. Thì cuối ngày đó sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh sẽ sổ, thì quý khách chọn hai số hàng đơn vị và hàng chục của cái giải đặc biệt, quý khách được quyền chọn một cặp, hai cặp số. Cú pháp là số điện thoại của quý khách bằng chữ phẩy một cái, một cặp số quý khách dự đoán trong cái giải đặc biệt của công ty sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh vào thứ bảy tuần tới đó nha. Rồi giải nhất sẽ là một cái máy hàng ạc 250 LCD, giải nhì là một cái máy ạc 210 AirPods, giải ba là một cái máy
Khoang Bin Đa Năng Makita, giải mà mình cộng dồn của cái tuần trước vô nữa là mình có tổng cộng 4 cái giải, là 4 cái túi đồ nghề máy hạ em quyền và 4 cái mặt nạ nửa đầu. Nhắc lại lần nữa, quý khách nào chưa mua thì không được nằm trong thể lệ bình chọn, quý khách phải đăng ký kênh. Và quý khách nào đã mua rồi mà lớn tuổi, mấy chú mấy bác mà không đăng ký được thì cũng không sao, nhưng mà có thể nhờ mấy con mấy cháu bình chọn nha mấy chú mấy bác. Rồi tất cả quý khách hàng, nhắc lại là cú pháp là số điện thoại bằng chữ phẩy một cái cặp số mình dự đoán trong cái kết quả xổ số kiến thiết của thành phố Hồ Chí Minh vào ngày thứ bảy. Mỗi người được bình chọn một lần thôi nha, đừng có bình chọn và đừng có sửa chữa nha. Bình chọn một lần thôi, tại hên xui mà quý khách, may mắn mà ai được thì trúng thôi chứ mình đâu có ăn gian ăn lận gì đâu. Theo kết quả xổ số của thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 1 năm 2022, bắt đầu từ khi thấy video này, quý khách vô bình chọn để có một cái phần quà cho nó mang tính chất tinh thần. Giải nhất một con ạc 250 LCD, giải nhì một con ạc 210 AirPods, giải ba là một con máy Makita pin đa năng, giải tư, mình có tới 4 giải tư lận, là 4 cái túi máy hàng em quyền và 4 cái mặt nạ nửa đầu. Một lần nữa xin quý khách nhớ ủng hộ 150 con máy ạc 200 mà công nghệ này nha, dòng của nó mạnh hơn con này rất nhiều. Và một con máy hàng mít của ngang ố đây, nặng 11 kg, nói quý khách thấy rõ đó, sử dụng dây từ 1 kg, dây 5 kg, giá 3,6 triệu, giá mang ơn là có tặng một cuộn dây không dùng khí 1 kg nha quý khách hàng nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng rất 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 là nhiều. Quý khách nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông nha quý khách hàng nha. Xin cảm ơn và chúc quý khách một ngày thật tốt lành và an lành, hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.